sau khi có chỗ đứng rất ổn định tại thị trường xuất khẩu thì tôi trở lại và có thăm hỏi một số khách hàng tại thị trường nội địa. Và lúc này thì tôi nhận thấy rằng có rất là nhiều sự băn khoăn và trăn trở của những nhà phân phối. Họ không cảm thấy an toàn, họ cảm thấy rất là khó khăn khi mà các chính sách cũng như giá cả rất là leo thang của các nhà sản xuất nước ngoài tại Việt Nam. Và tôi thắc mắc với chính bản thân là thế tại sao mình có rất là nhiều năm kinh nghiệm như thế thì tại sao mình lại không trở về Việt Nam, mình lại không sản xuất cho thị trường nội địa để mình cung cấp cho bà con. Sau khi bàn bạc với anh em sản xuất kinh doanh thì tôi cũng quyết định là mở một dây chuyền sản xuất mới, hoàn toàn mới cho thị trường nội địa. Và bản chất là một người rất yêu công nghệ sản xuất nên tôi được cơ hội để sắm cho công ty mình những bộ máy tốt nhất đến từ châu Âu và Đài Loan. Những ngày đầu mà thâm nhập lại thị trường nội địa thì chúng tôi cũng có những lo lắng vì đặc thù của sản phẩm thị trường nội địa rất là khác với quốc tế. Tôi rất là vui khi nhà phân phối lớn nhất Việt Nam đó là công ty Nghĩa Thái của chú Tỉnh và công ty Dũ Hưng đã cùng sát cánh với chúng tôi, đã giúp cho công ty chúng tôi phát triển sản phẩm ra cho bà con với một chất lượng rất là ổn định và giá cả hợp lý. Tôi thấy là bên ADC giữ cái uy tín rất là tốt, không có bao giờ thay đổi làm một cái gì mà để mà mất lòng của khách hàng. Công ty Vũ Hưng và công ty ADC đã kết hợp với nhau và sẽ đồng hành cùng nhau phát triển để đưa sản phẩm của người Việt với chất lượng cao nhất đến tay người Việt với giá cả tốt nhất mọi người tin dùng. Sau cái thời gian thử nghiệm, mình nhận thấy là cái sản phẩm của Đông Á Châu về mặt chất lượng thì nó phù hợp với những cái mục đích sử dụng của mình. Còn giá thì nó đương nhiên là nó hợp lý hơn là giá của nước ngoài. Và cái dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng khá là nhiệt tình. Từ năm 2019 cho tới 2022 là địa phận tỉnh Phú Yên của mình đó, mình đã phân phối dây thừng Trâu Vàng. Trải qua bên hiệu của Trâu Vàng á, thì thấy là giờ thấy là bà con nội yên tâm nội xài. Tôi là chủ tàu thường mua sản phẩm Rồng Vàng của Á Châu. Tất cả những sản phẩm mà của công ty sản xuất ra từ khi tôi đã sử dụng tới nay rất là ok. Cái ưu điểm của sản phẩm mà tôi đang sử dụng của công ty Á Châu là tốt nhất ở cái độ dai, cái độ bền, cái độ chịu lực, giữ được cái chất lượng hiện tại. Cái chất lượng hàng năm mình đã xài rồi thì mình vẫn giữ cái sản phẩm đó mình xài. Chất lượng là một cái xương sống của một dàn lưới. Khi đặt một dàn lưới xuống mà nếu mà chất lượng không tốt thì đàn dây đứt đi thì mình mất đi một con người cũng như là một dàn lưới có 5-6 tỷ. Đại diện cho bà con ngư dân ở địa phương là mong muốn tìm ra một sản phẩm và góp ý để mà xây dựng ra một cái sản phẩm tốt nhất. Có cơ hội á mà bên đại lý của mình á thì mình sẽ hy vọng được trở thành đối tác của công ty Rồng Á Châu. Khi trở lại thị trường nội địa thì chúng tôi có một lời cam kết, đó là cứ mỗi 1 kg sản phẩm bán ra thì chúng tôi sẽ trích lại 1.000 đồng để ủng hộ cho các con em nghèo của ngư dân miền duyên hải được đến trường. Và tính đến nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện được hơn 3 năm và gần 2.000 suất học bổng. Chúng tôi cũng mong muốn các nhà phân phối, đại lý đồng hành cùng với Rồng Á Châu chương trình này để giúp nhiều trẻ em hơn nữa được đến trường